Giáo dục địa phương 6 tuần này, cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về dịch bệnh COVID-19 nhé các em. Dịch COVID-19 diễn ra rất phức tạp xung quanh chúng ta. Rất nhiều người bị mắc bệnh và con số tử vong cũng rất lớn. Mọi người đã và đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 rất nhiều. Vậy nên, chúng ta cần có kiến thức để bảo vệ, chăm sóc bản thân cũng như giúp đỡ mọi người để cùng nhau vượt qua dịch COVID-19 này, nhất là khi thành phố đã bắt đầu giai đoạn thông thường hoạt động trở lại. Thì ở tuần trước, cô đã cho các em 3 câu hỏi để về nhà tìm hiểu. Đó là các triệu chứng thường gặp của bệnh COVID-19. Thứ hai, cách tự chăm sóc bản thân và người thân khi mắc COVID-19. Thứ ba, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tinh thần, gây ra những hệ lụy như thế nào? Làm sao để có sức khỏe tinh thần tốt vượt qua đại dịch COVID này? Thì bây giờ, trong tiết học này, cô và các em cùng lần lượt tìm hiểu những ý này nhé. Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về các biểu hiện của bệnh COVID-19. Triệu chứng thường gặp đó là sốt, mệt mỏi, ho khan. Triệu chứng ít gặp là đau họng, đau nhức, tiêu chảy, mất vị giác hoặc khứu giác, viêm kết mạc, da nổi mẩn hay ngón tay ngón chân bị tấy đỏ, tím tái. Triệu chứng nghiêm trọng đó là khó thở, mất khả năng nói hoặc cử động, đau hoặc tức ngực. Thì hơn 80% người bệnh không bị viêm phổi và thường tự hồi phục sau khoảng 1 tuần. Một số trường hợp không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Gần 20% người bệnh diễn biến nặng. Thời gian trung bình từ khi có triệu chứng ban đầu cho tới khi diễn biến nặng trong khoảng 5 đến 8 ngày. Sau đây, cô hướng dẫn các em cách tự chăm sóc bản thân khi biết được bản thân mình đã mắc bệnh COVID-19. Thứ nhất, đeo khẩu trang thường xuyên trừ khi ăn uống, vệ sinh cá nhân. Thay khẩu trang 2 lần một ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang. Thứ hai, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, bổ sung vitamin và khoáng chất thường xuyên. Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo. Tập thể dục tại chỗ, tập thở ít nhất 15 phút mỗi ngày. Thứ ba, đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần mỗi ngày hoặc khi cảm thấy có dấu hiệu sốt. Khai báo y tế mỗi ngày ít nhất 1 lần qua ứng dụng khai báo y tế điện tử. Thứ tư, cần gọi nhân viên y tế khi có một trong các dấu hiệu như sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, tiêu chảy, mất mùi vị, cảm giác khó thở, khi không thể hít sâu và nín thở đủ 10 giây để được hướng dẫn xử trí phù hợp. Gọi ngay tổng đài 115 hoặc số điện thoại của đội phản ứng nhanh thành phố Thủ Đức và quận huyện khi có dấu hiệu chuyển nặng như khó thở, biểu hiện bằng thở hụt hơi, thở nhanh trên 30 lần một phút, đau tức ngực, ly bì, lừ đừ, tím tái môi, đầu chi, SpO2 nhỏ hơn 95% nếu có dụng cụ đo SpO2 tại nhà để được cấp cứu kịp thời. Còn khi người thân trong nhà chúng ta bị mắc bệnh COVID-19 thì chúng ta cần nên làm gì? Thì đối với người mắc COVID-19 mới tại cộng đồng thì người chăm sóc, người ở cùng nhà phải cam kết với chính quyền địa phương tuân thủ các điều kiện cách ly tại nhà. Người chăm sóc, người ở cùng nhà phải khai báo y tế điện tử cho bản thân và cho người mắc COVID-19 trong trường hợp người bệnh không tự khai báo được, mỗi ngày 1 lần và biết phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng.
thực hành các biện pháp phòng kiểm soát lây nhiễm theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Ta thấy dịch bệnh COVID-19 không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của mọi người. Vậy thì làm sao để có sức khỏe tinh thần tốt vượt qua COVID-19? Đại dịch ảnh hưởng lớn đến tinh thần và gây ra những hệ lụy về sức khỏe. Cảm giác sợ hãi, tức giận, buồn bã, lo lắng, tê liệt cảm xúc hoặc thất vọng. Thay đổi khẩu vị, nghị lực, mong muốn và sở thích. Khó ngủ hoặc mơ thấy ác mộng, khó tập trung và ra quyết định, gia tăng sử dụng thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích khác. Các phản ứng của cơ thể như đau đầu, đau cơ, các vấn đề về dạ dày và phát ban da. Tình trạng bệnh mãn tính trở nên tệ hơn, làm trầm trọng thêm các bệnh nhân tâm thần. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức có thể gây căng thẳng, lo lắng và gây xúc động mạnh ở người lớn và trẻ em, như cảm thấy bị cô lập và cô đơn, nỗi sợ nhiễm virus, khó khăn khi chưa quen làm việc tại nhà, tình trạng thất nghiệp tạm thời, con cái đang đi học giờ phải ở nhà, hạn chế tiếp xúc với các thành viên khác. Vậy, chúng ta cần phải học cách đối phó với căng thẳng một cách lành mạnh để khiến bản thân và những người thân xung quanh chúng ta, những người mà chúng ta quan tâm, trở nên kiên cường hơn. Vậy thì chúng ta có thể giảm bớt căng thẳng bằng cách nào? Thứ nhất, không nên xem, đọc hoặc nghe các câu chuyện, tin tức về đại dịch trên báo hoặc các trang mạng không chính thống. Thứ hai, dành thời gian để thư giãn, đọc, nghe những điều tích cực. Thứ ba, kết nối với những người khác qua các phương tiện truyền thông, nhất là những người bạn trước đây, vì không có thời gian nên chúng ta ít nói chuyện. Thứ tư, kết nối với cộng đồng hoặc các tổ chức được bạn tin tưởng, giúp đỡ người khác cùng vượt qua căng thẳng. Sau đây là cách chăm sóc cơ thể để giúp cho bản thân chúng ta khỏi căng thẳng. Thứ nhất, hít thở sâu, vươn vai hoặc đi bộ trong nhà, nhón chân cao khi đi, tập thể dục thường xuyên. Thứ hai, chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, hạn chế uống bia rượu, không sử dụng thuốc lá và các chất kích thích. Thứ ba, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Hy vọng là những kiến thức trên đây sẽ phần nào trang bị cho các em một ít kiến thức để giúp các em bảo vệ, chăm sóc bản thân cũng như giúp đỡ những người thân xung quanh để có được một cái sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần thật tốt để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19 này. Bây giờ, các em hãy thực hiện bài kiểm tra đánh giá thường xuyên ở tuần 5 này với nội dung là: hãy vẽ một bức tranh với chủ đề nước Việt Nam chung tay chống dịch COVID-19. Các em thực hiện vẽ, tô màu trên giấy A4, ghi rõ tên trường, họ tên học sinh, lớp, sau đó chụp hình gửi vào group Zalo lớp giáo dục địa phương nộp cô. Hạn chót là ngày 10 tháng 10 năm 2021. Sau dịch đi học lại, các em sẽ nộp lại bài vẽ đó cho cô. Tiết học giáo dục địa phương 6 tuần này đến đây là kết thúc. Cô thân chào các em và hẹn gặp lại các em trong tiết học giáo dục địa phương 6 tuần sau nhé.